Xin chào tất cả các anh em nha. Video này là xin dành cho tất cả anh em tham gia event trên Tóc Cằn Chi đã ăn mừng list sàn trên sàn VinDash nha tất cả anh em. Để tham gia giải đấu đầu tiên các bạn và anh em click cái phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản trên sàn VinDash nha. Thì cách tham gia giải các bạn nhận được Tóc Cằn TRO này đó có giao dịch trên ETH BTC, lượng volume giao dịch cũng rất là cao nha tất cả anh em. Rồi, để tham gia giải các bạn click cái phần link thứ hai của mình, điền form nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em biết phần link thứ hai của mình thì nó ra một cái giao diện thế này, rồi anh em bấm tiếp nè. Ấy nó tào lao trời này, tất cả anh em thông cảm nha, chơi mình bấm lộn lúc rồi. Rồi tất cả anh em bấm nút tiếp nè, chết mình quên giới thiệu cho anh em tham gia dán cái này. Dự án event ăn mừng này nó có 12 triệu tục cần TRU, nó sẽ phân phối sau một ngày, sau một tháng nha tất cả anh em. Sự kiện diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến kết thúc vào ngày 28 tháng 10. Khi tham gia gián các bạn nhận được 4 tốc cần truy này nha tất cả anh em. Tốc cần này đã lý rất nhiều sàn rồi. Để tham gia gián các bạn, đầu tiên các bạn đăng ký một cái sàn VinDash link thứ nhất của mình các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn follow theo word nữa nè. Rồi cái thứ hai các bạn join vào kênh Telegram của nó nè. Thứ ba các bạn vào đây view member, cái này thì nó hỏi các bạn chia sẻ có 10 lượt ghép không, đây mình hướng dẫn coi sao các bạn. Rồi theo qua đây thì các bạn đi tiếp với ba người bạn nha các bạn, cái nào khó thì mình làm, còn cái nào dễ thì mình hướng dẫn các bạn sương sương thôi các bạn. Rồi các bạn đi tiếp với comment nè, chắc là câu trả lời nè, các bạn ghi ra cộng nè. Cái đây thì các bạn điền tên của những người bạn, các bạn vào nghe VS 1 nè, 2 nè, A cộng nè. Các bạn bấm vô A cộng là từ đây nó hiện ra những người bạn của mình nè. Hải Dương, gì trời mấy người này sao tan vỡ. Ba rồi các bạn bấm trả lời nữa, bạn trả lời ra rồi các bạn bấm up lên nè. Rồi các bạn vào đây cái follow theo word của sàn VinDash nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram group nó nha các bạn. Rồi đây thì mình hướng dẫn các bạn điền form nha. Rồi đầu tiên các bạn mở username Twitter các bạn vào nè. Các bạn ghi là win v nè nè H9. Những bạn nào làm tham gia group mình thì nói về username cái này quá dễ không. Rồi các bạn copy vào setting, copy username Telegram của các bạn nè. Rồi các bạn điền địa chỉ email đăng ký một cái sàn trên sàn VinDash nha các bạn. Con này nó không ép buộc KYC. Mà sàn VinDash này các bạn không KYC các bạn giao dịch được khối lượng tối đa là 2 BTC nha các bạn. 2 BTC thì rồi nó hỏi các bạn có follow không, các bạn bấm vào có nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào đây có luôn các bạn. Rồi nó hỏi bạn có giới thiệu trên 10 người sẵn sàng, trên 10 người bạn không, các bạn bấm no các bạn. Còn bạn nào mà giới thiệu trên 10 người thì bấm nút trên nha các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp vào những kế hoạch này. Đây thì một dự án này không có liên ghép nha các bạn. Rồi các bạn gỡ. Rồi như vậy mình đã hoàn thành dự án các bạn nha. Nhớ like và ủng hộ mình cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn.